Xin chào mấy em. Thì hôm nay á là bên CVN là có một cái chia sẻ, một số anh em ta hỏi một các cái những cái vấn đề về cái việc chúng ta trồng cây phôi như thế nào, hay là trồng cây phôi ra sao, và đó thì đây nè, những cái cây phôi này nè, dù được xử lý nhưng mà vẫn dâm ủ, bởi vì những cây phôi nào á mà cái tỷ lệ của nó khó sống thì chúng ta sẽ buộc chúng ta phải dâm ủ rất là lâu, nó sẽ mới kích thích được. Đây mấy nè, cái phôi rất là đẹp, nó mới kích thích được cái khả năng sống của nó. Thì đây là những cái phôi gì thì bên sai bên cũng chia sẻ với mấy anh em là nó sẽ giúp cho cái việc chúng ta dâm ủ. Tại sao lại phải dâm ủ và xử lý? Thì khi chúng ta dâm ủ á, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà các cái vết thương á sẽ được xử lý bằng keo, nó khô khô keo đi mấy anh em, nó khô keo đi thì lúc này á là các cái mặt cắt của nó chúng ta trồng cho đất á, nó sẽ không có bị hư, do quá trình là thẩm thấu nước dưới trong đất hoặc là các vi sinh vật ở trong đất nó sẽ làm các cái mặt cắt của cây nó hư. Cái đó là cái chia sẻ chính tại sao chúng ta phải xử lý phôi. Do một số anh em ta hỏi là bây giờ là cái phôi nào người ta cũng có thể về trồng liền được hay không, hay là chúng ta phải dâm ủ. Thì bên Sabin hôm nay trả lời cho mấy anh em là có những cái cây phôi chúng ta bệnh ra trồng liền còn sống mấy anh em, còn có những cây phôi chúng ta buộc phải dâm ủ. Thì khi những cái cây phôi nào mà mình nó có nước nhiều á thì chúng ta dâm ủ, theo cái kinh nghiệm của mình á là dâm ủ khoảng 5 hôm một tuần lễ thì chúng ta mới xác định chúng ta trồng nó sẽ sống mấy anh em. Đấy, thì đó là cái kinh nghiệm của bonsai VN. Còn những cái cây nào á mà cái thân nó khô thì chúng ta dâm ủ và thời gian nó ngắn lại, tại bởi vì khi mà nó thoát hơi nước đó, nó chết cái cây mấy anh em. À, nhưng một số cây này rất là hay nè ha, em coi bệ đế nó này, nó mọc trên đá nha mấy anh em, thấy không, những cây này nó mọc trên đá, nó sống ở trên những cái vực chất đá và cái bộ lũa đó này. Đó, thì đó. Đây. Những cái phôi này em thấy không? Đấy, nó mọc từ trong những cái vách vực vách đá còn đá dính luôn. Giờ chúng ta dâm ủ nó đi, rồi sau đó chúng ta mới tiến hành chúng ta trồng, xử lý các cái mặt cắt vết thương hở để chúng ta trồng nó sẽ đạt được cái tỷ lệ sống cao nhất. Và khi chúng ta trồng cái cây những cái cây phôi, bất cứ một cái cây phôi gì á, chúng ta cũng đều là chúng ta sẽ để trong mát như thế này, trong mát như thế này thì nó sẽ đạt được một cái tỷ lệ sống cao nhất. Ví dụ như những cây phôi như hải châu ấy mấy em, hải châu như nãy đây, CVN chuẩn bị sách là làm video về chứng minh nó ra rễ nè. Đó, thì những cây phôi này là chuẩn bị đem đi trồng, bởi vì khi quá trình dâm ủ xong rồi á là chúng ta sẽ trồng liền. Đó, còn bây giờ á, ví dụ như tùy có những cái cây phôi trắc đi, ví dụ như phôi trắc đi, thì bên sai VN nó là tiến hành là về là xử lý xong ngày mai ngày mốt là chúng ta trồng liền, nó rất là dễ sống. Đấy. Còn có những cái cây phôi như là sim, dúi hay là cây phôi sung rất là khó sống, nên là chúng ta buộc phải phải về dâm ủ, hay là những cái phôi hải châu chúng ta buộc phải dâm ủ nó mới đạt tỷ lệ sống cao nhất, hay là cái cây phôi khế thì chúng ta buộc phải dâm ủ mấy em. Thì đó, thì hôm nay là một cái video để chia sẻ với mấy anh em là cái cách để chúng ta dâm ủ cái phôi. Nếu mấy anh em mà cảm thấy rằng mình chưa tự tin trồng mấy cái cây phôi á thì cứ để lại comment, và sau em sẽ chia sẻ với mấy anh em ở cái cây phôi trắc thì trồng sao, phôi dúi trồng sao, hay là phôi sứ trồng sao, ví dụ vậy, mình ví dụ thôi nha, chứ phôi sứ thì mấy anh em cũng biết rồi, hay là phôi lọc rừng trồng sao, ví dụ vậy. Cái lọc rừng rất là dễ sống, nhưng mà cũng có một số cây là nó khó, nó chết thì cũng buộc phải dâm ủ vài hôm. Đó, đa số thường mấy anh em thường dâm ủ là để cho nó khỏi khỏi bị khô thân. Khô thân ở đây là bên sai bên giải thích cho mấy anh em là chúng ta bôi keo hết để chúng ta để trong mát tưới nước không bị khô thân nha, chứ không phải chúng ta xách chúng ta đem để dâm ủ mà chúng ta không tưới nước vô là cũng như vô ích, chúng ta cũng như là giết nó luôn đó. Rồi hay là cái phôi trắc đúng không? Ví dụ như phôi trắc này, đó, những cái phôi trắc này ha, thì chúng ta buộc phải chúng ta là về chúng ta trồng liền không sao hết, không vấn đề gì hết. Đây,
Đây. Còn những cái cây phôi mà nó quan trọng, nó quý hiếm. Ví dụ như những cây phôi này thì chưa biết, chưa cho biết tên được, thông cảm mấy anh em. Khi mà bên Savien trồng sống một cái thì lúc này sẽ quay video cho mấy anh em xin về những cái cây phôi gì và nó ở đâu, rất là đẹp. Và thông báo mấy anh em là những cây phôi này nó rất là hiếm. Hiện tại thì một số anh em đã lấy nét xong nét xuống hết rồi. Đó. Và những cây phôi này rất là nghệ thuật. Đó, những cây phôi này rất là nghệ thuật. Và hiện nay những cây phôi bự lớn như thế này rất là khó. Và những gốc mà mấy anh em mình thấy mình lấy một đống gốc, bốn gốc không? Có một gốc lắc léo nằm trong kia nãy bên Savien chỉ cho mấy anh em xem hay. Đó. Đây này. Đây. Đấy, cây phôi đó là lắc léo. Mà những cây này lắc léo rất là khó, đa số nó là toàn cụm bụi và mọc trên đá rất khó lấy. Thì mấy anh em mình thử nghĩ đấy là phôi gì, thì mấy anh em mình tìm hiểu thử. Bên Savien chưa công bố đây là cây gì và nhu cầu của nó ra sao. Xin cảm ơn mấy anh em và chúc mấy anh em là một ngày thứ hai vui vẻ. Và anh em nào cần cái kỹ thuật cũng như là chia sẻ cái cách mà chúng ta dâm ủ những cái phôi của rừng ạ. Bên Savien không nói những cây phôi của dâm chiết nha. Còn bên Savien là thích những cái cây phôi của rừng. Đó, thì để chúng ta sẽ giao lưu với nhau. Đó, những cây bệ đá rất đẹp mà đây là hoa rất thơm. Xin cảm ơn mấy anh em và chúc mấy anh em một ngày thứ hai vui vẻ. Mấy anh em cần nhu cầu tư vấn để lại comment bên dưới nha. Cảm ơn mấy anh em.